Nay cô Huyền tổ chức cho chúng con được di chuyển khắp nơi trong lớp để khám phá kiến thức cùng các bạn. Con rất vui. Con được che sản phẩm của mình xung quanh những lớp học. Con rất thích được thi xe các sản phẩm của nhóm khác nữa. Con rất thích học với cô Huyền. Cô Huyền cho con được học theo trạm vì con được di chuyển qua lớp học cùng rất nhiều hoạt động khác. Cô Huyền hướng dẫn chúng con hệ thống kiến thức, bài học trên sơ đồ tư duy. Con rất thích bởi vì con được trình bày lại kiến thức của bài bằng ý hiểu và dùng màu sắc theo ý muốn của mình. Cô Huyền còn tổ chức cho chúng con học tập bắt đầu từ những điều mà chúng con đã biết. Chúng con được đề xuất những điều mà chúng con muốn biết về bài học. Con cảm thấy rất vui ạ. Sau khi mà được cô giáo Huyền ấy phổ biến về cái việc học thông qua chơi đấy, thông qua các cái buổi họp mà cha mẹ học sinh, cô rất là cảm ơn cô Huyền, vì cô rất là tâm huyết cũng như là tất cả vì học sinh. Con là được học trong một môi trường vui, năng động và hiệu quả cao hơn. Trước thì con nhà tôi là khá là lười học, cháu hay uể oải và mỗi một buổi tối mà khi mà ngồi bàn học ấy thì cái không khí gia đình ấy tương đối là căng thẳng. Nhưng mà tôi nhận thấy là trong cái khoảng thời gian gần đây thì cháu cũng rất là thích học và tự giác học và hứng thú. Mỗi khi mà cháu đi học về là thường hay khoe với bố mẹ về các cái sản phẩm con thực hiện ở trên lớp này, rồi khoe với các cái nội dung mà con được tham gia như là cô tổ chức cho con hát này, múa này, rồi các cái hoạt động vui chơi, và con còn được tham gia các cái hoạt động nhóm nữa. Xin chào, tôi tên là Nguyễn Thị Minh Huyền, hiện đang là giáo viên trường tiểu học và trung học cơ sở An Khánh thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Hiện tại, tôi đang là tổ trưởng chuyên môn và tôi cũng rất vinh dự được đứng trong đội ngũ giáo viên cốt cán về học thông qua chơi. Trước đây, tôi luôn có cảm giác mình là trung tâm của lớp học, phải nói và hoạt động liên tục. Các em học sinh chỉ lắng nghe và làm theo lời cô giáo. Tôi đã luôn cố gắng tổ chức nhiều hoạt động cho học sinh, tuy nhiên hiệu quả đem lại chưa cao và vẫn còn thấy có nhiều hạn chế. Nhưng sau khi biết đến học thông qua chơi, tôi như tìm ra được con đường đi mới cho bản thân mình. Tôi cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt ở các em học sinh. Các em cảm thấy tự tin, tự chủ và hào hứng trong học tập. Các em được học tập trong một không gian lớp học mở và được làm chủ hoạt động học tập, tự rút ra kiến thức của bài học. Các em có cơ hội tự do di chuyển trong lớp học và cảm thấy thích thú khi được hòa mình vào các hoạt động học trong tiết học. Qua đó, việc tiếp nhận kiến thức của các em cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, giúp các em phát triển toàn diện kiến thức, phẩm chất và năng lực. Bản thân tôi cũng cảm thấy vui vẻ và thoải mái hơn trong các tiết học của mình. Tôi tìm hiểu học thông qua chơi qua cuốn tài liệu hướng dẫn học thông qua chơi cấp tiểu học và học hỏi thêm trên trang mạng, nghiên cứu các tài liệu về các phương pháp và kỹ thuật dạy học phù hợp với điều kiện thực tế của lớp học và trình độ nhận thức của học sinh. Trước đây thì chúng tôi cũng đã phần nào áp dụng học thông qua chơi, tuy nhiên chưa có hướng dẫn bài bản hệ thống về học thông qua chơi. Một số giáo viên thì vẫn nghĩ học thông qua chơi chỉ là trò chơi. Một số giáo viên thì còn ngại thay đổi, áp dụng các phương pháp kỹ thuật dạy học mới. Cô Huyền đã chia sẻ các kế hoạch bài dạy cũng như các phương pháp hay các kỹ thuật với chúng tôi qua các buổi sinh hoạt chuyên môn và các buổi chuyên đề có học thông qua chơi và các tiết dự giờ. Và lâu dần thì tôi nhận thấy sự thay đổi trong cách suy nghĩ của mỗi giáo viên cũng như sự thay đổi của cách áp dụng học thông qua chơi của mỗi giáo viên trong trường. Học thông qua chơi không phải là cái gì đó là quá cao xa, khó khăn, mà chỉ cần thay đổi một chút về các phương pháp dạy học hay là lồng ghép kỹ thuật dạy học, đặc biệt là giao quyền tự chủ cho học sinh nhiều hơn. Nhận thấy những lợi ích thiết thực của việc dạy học thông qua chơi và sự chuyển biến tích cực của cán bộ giáo viên và học sinh, Ban giám hiệu nhà trường cùng với Phòng Giáo dục Đào tạo Đại Từ và Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đã tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên tổ chức hoạt động thông qua chơi. Và từ đó, học thông qua chơi đã đem lại những lợi ích
đó là đáp ứng những cái yêu cầu cần đạt được của tiết học và tạo những cái không khí vui tươi, phấn khởi cho các em học sinh. Và đặc biệt nữa thì học thông qua chơi còn đảm bảo được cái yêu cầu đổi mới của chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Tôi rất vui khi mình có rất nhiều động lực, sự tin tưởng và ủng hộ để tiếp tục đồng hành cùng học thông qua chơi. Và tôi rất mong các giáo viên tiểu học khác cũng sẽ cảm thấy như tôi.